Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Quý vị thân mến, nói với việc mà chúng ta phải báo hiếu ông bà cha mẹ, đó là một việc rất cần thiết. Và gần đây thì Mai Phương thấy rằng mọi người luôn luôn quan tâm đến việc lựa chọn những món quà như thế nào là cần thiết nhất để mà có thể biếu tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Trong đó, sự lựa chọn hàng đầu chính là yến xào đảo thiên nhiên. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được yến xào đảo thiên nhiên có tác dụng như thế nào đối với người lớn tuổi hoặc là người đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chủ đề này nha. Còn bây giờ thì Mai Phương mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm của chương trình. Ôi da. Sao vậy ta? Cứ cảm giác mệt mỏi, ngủ thì lại không được. Bệnh thì không ra bệnh, mà khỏe không ra khỏe, cứ như giả đò vậy. Không được rồi, chắc thời tiết chuyển mùa, chắc muốn bệnh rồi. Phải đi khám bác sĩ cho chắc ăn, già rồi. Má ơi. Ủa, con. Chào bác. À, chào con. Mời con ngồi. Sao bữa nay con không đi làm vậy? Hôm nay chủ nhật mà má. Ha, má quên. Con là... Anh Minh, bạn trai của con đó má. Dạ, con chào bác. Cậu Minh. Dạ. Trời ơi, nghe con gái tôi nói là nó có bạn trai mà cứ tưởng là nó vẫn chơi không ấy chứ. Đùa gì má, con gái má đẹp lắm má mà. Sao mà ới được. Bữa nay con qua đầu tiên là cũng để thăm hỏi bác. Con thấy cái này tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi nên con mua dành tặng biếu bác. Đây ạ, con biếu bác. Cảm ơn con nha. Yến xào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, cái này là mắc tiền lắm hả con? Dạ, hôm vừa rồi con có chuyến đi du lịch ở Khánh Hòa, con được mấy người bạn ở trong đoàn giới thiệu mua cái yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này nè, để về tặng cho bác, bởi vì nó bồi bổ sức khỏe, đặc biệt cho người lớn tuổi đó bác. Vậy hả con? Dạ. Yến xào này là xào sẵn rồi, mình chỉ việc lấy ra ăn thôi phải không con? Không phải đâu bác, yến xào tức là tổ yến thiên nhiên, muốn ăn thì mình phải qua chế biến. Con còn có cái này nữa, con biếu bác luôn. Trời đất ơi, con thiệt tình à. Cái này là yến xào ở trong cái lọ này nè. Khi mà mình muốn sử dụng á thì mình mở ra mình uống, mình sử dụng hàng ngày được luôn bác. Vậy hả con? Dạ. Nước yến xào cao cấp Khánh Hòa hả? Dạ. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ, có nghĩa là cái này á là mình dùng liền. Dạ. Mình khỏi phải pha chế, chế biến gì hết. Dạ đúng rồi. Còn cái này á là mình phải chế biến lại hả con? Dạ. Đúng rồi. Cảm giác hay mệt mỏi, tiêu hóa không tốt nữa. Dạ đúng rồi bác. Con cũng nghe em mới nói và cũng tìm hiểu kỹ. Bởi vì cái yến xào này nè, ăn á thì mình sẽ tăng cái sức khỏe cho mình dữ lắm. Tăng hệ miễn dịch nè, thể lực, hệ tiêu hóa, giúp cho bác ăn ngon, có giấc ngủ ngon nữa. Bác biết rồi, cái yến xào này nè, ngày xưa mà vua chúa người ta hay dùng gọi là cao lương mỹ vị cái gì, người ta hay nói là yến xào bào ngư di cá, đúng không con? Đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con biếu bác nhiều quá. Vậy nè, bác hai đó, bác của Yến nè cũng bệnh mới khỏe, chắc bác phải chia phần nửa để qua cho bác hai ăn để bồi bổ sức khỏe. Người mà mới hết bệnh á họ ăn cũng được phải không con? Dạ đúng rồi đó bác, yến xào này tốt cho sức khỏe mà đặc biệt là tăng cường cái hệ miễn dịch, sức đề kháng cho mình nữa. Chính vì vậy mà khi bác hai sử dụng mà đặc biệt là đau ốm rất tốt cho người mà cần hồi phục sức khỏe sau khi bệnh. Vậy hả con? Dạ. Ôi, quý quá. Má ơi, cho má ăn một chén nha. Cảm ơn con. Bác chắc chắn nha là bác ăn yến xào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa xong rồi á, bác hết bệnh luôn mà bác sẽ có giấc ngủ sâu luôn phải không con? Bác cảm ơn con nhiều nha. Con ơi, nếu mà khi nào mà mình có bệnh á thì mình mới phải ăn yến xào phải không con? Dạ không hẳn là như vậy đâu bác. Nếu như mà bác muốn sử dụng hàng ngày á thì mình có thể dùng cái loại ở trong cái lọ này nè. Đó, còn cái loại mà mình cần phải chế biến qua thì mỗi tuần mình có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần. Nếu mà duy trì sử dụng trong một khoảng thời gian dài, liên tục như vậy thì sẽ tăng cái hiệu quả rất là cao. Vậy hả con? Con ơi, cái loại mà yến xào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa này nè, mình có dễ chế biến không con? Dạ, nó rất là dễ chế biến. Với lại là ở phía sau hộp người ta có ghi hướng dẫn sử dụng hết rồi đó bác. Có luôn cả cách dùng nữa nè con. Dạ đúng rồi đó bác. Em,
xuống làm cho bác một chén ăn liền luôn, để cho bác được ăn ngon nè, có giấc ngủ sâu, không bị mệt mỏi nữa. Dạ. Một món quà luôn luôn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người dành cho nhau. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sẽ tặng một món quà như thế nào cũng là cách mà chúng ta cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và rõ ràng trong tiểu phẩm vừa rồi thì con cháu đã rất biết quan tâm đến ông bà cha mẹ của mình bằng cách là tặng một hộp yến xào đảo thiên nhiên. Tất nhiên là với vấn đề này thì chúng ta sẽ luôn thắc mắc rằng là yến xào đảo thiên nhiên thì tốt rồi đó, nhưng đối với người già hoặc đối với những người đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe thì như thế nào đây? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình, đó chính là bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, bác sĩ chuyên khoa 1 Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là vấn đề về yến xào đảo thiên nhiên có tác dụng đối với những người già bệnh và những người đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Thực tế là với những người lớn tuổi thì luôn luôn cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý, và với những người mà đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe thì cũng sẽ cần một số những loại dinh dưỡng rất là chuyên biệt để phục hồi nhanh chóng. Như vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Mai Vương có thể phân biệt rằng là cái cách nào để mà chúng ta phân biệt được cái chế độ dinh dưỡng của hai đối tượng này không ạ? Một chế độ dinh dưỡng hợp lý nói chung là đều phải là tuân thủ theo ba nguyên tắc. Thứ nhất là phải đáp ứng vừa đủ với cái nhu cầu dinh dưỡng của mỗi độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên là với người già thì cái mức độ nhu cầu dinh dưỡng nó sẽ khác nhau. Rồi những người cần phục hồi sức khỏe thì cần phải tăng cái dinh dưỡng nhiều hơn để họ bù lại những cái phần trước đó họ bệnh, họ không có thể ăn uống được, để mà họ đạt được cái mức độ cần phục hồi sức khỏe. Rồi yếu tố thứ hai là yếu tố phải đa dạng. Không có thực phẩm nào rất là tốt mà mình phải ăn hoài, cũng không có thực phẩm nào mà không có tốt mình không cần ăn, mà cũng nên ăn mỗi thứ thay đổi một ít, mà ăn những cái món càng thập cẩm càng đa dạng và đổi món càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Và một yếu tố quan trọng nữa là phải chừng mực, phải không ạ? Và phải ăn những thực phẩm mà nó gần với nguồn gốc thiên nhiên thì nó sẽ giàu dinh dưỡng hơn là những thực phẩm mà mình chế biến quá kỹ hoặc là chế biến bằng phương pháp công nghiệp chẳng hạn. Thì riêng đối với người già và những người cần phục hồi sức khỏe thì cái nhu cầu dinh dưỡng nó sẽ đặc biệt hơn những cái đối tượng bình thường một chút, là tại vì người già thì thường các cái cơ quan tiêu hóa chẳng hạn như răng nhai sẽ yếu hơn, rồi quá trình nuốt, rồi quá trình tiêu hóa thực phẩm nó sẽ khó khăn, cho nên là cái cách chế biến thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm phải giống như hồi trẻ lại, giống như hồi nhỏ, em bé thì phải cắt nhỏ, xé nhỏ, nấu nhuyễn, nấu mềm, nấu loãng chẳng hạn, để cho giúp cho người già dễ tiêu hóa hơn. Rồi đối với những người mà phục hồi sức khỏe thì mình cần phải cung cấp nhiều những cái thực phẩm bổ dưỡng hơn, nhiều năng lượng hơn và đặc biệt là nhiều chất dinh dưỡng hơn để cho người bệnh phục hồi sức khỏe. Như vậy thì có một cái phương pháp nào đó để giúp cho những người lớn tuổi, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng, những người lớn tuổi có thể giảm thiểu đi cái việc mà chúng ta bị suy thoái về hệ miễn dịch hay là sức đề kháng hay không ạ? Cái sức đề kháng của mỗi người á, được đóng góp bằng cái chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng. Mình biết là cái thành phần chất đạm ở trong bữa ăn của mình là cái nguyên liệu để mà tổng hợp những cái kháng thể để giúp cơ thể mình chống bệnh. Mình biết là khi mà cơ thể mình bị nhiễm những cái loại vi trùng hay virus chẳng hạn thì phải có sức đề kháng của cơ thể mình, nó phải tiêu diệt được những cái loại vi trùng virus đó thì mình mới không bị bệnh và mình mới bình phục bệnh. Thì phải có chất đạm để tạo nên những cái kháng thể để giúp cho cơ thể mình chống bệnh. Và bên cạnh đó thì những cái loại vitamin như là đặc biệt là vitamin C là một cái loại vitamin nó giúp cho mình kích thích để tăng cái việc hoạt động của các cái tế bào bạch cầu để mà chống lại, để tiêu diệt vi khuẩn, sinh ra kháng thể nhiều hơn. Vì vậy mà nếu mà mình cung cấp đầy đủ lượng chất đạm cần thiết, chất sắt cần thiết để không bị thiếu máu chẳng hạn, rồi vitamin C đủ thì như vậy sẽ giúp cho người bệnh tăng sức đề kháng. Tất nhiên là bên cạnh đó thì mình cũng phải có một số yếu tố là phải cho người bệnh không có bị phơi nhiễm quá nhiều, chẳng hạn người bệnh là không có được thức khuya thì lúc đó sức đề kháng sẽ giảm hơn. Người bệnh có thể tập thể dục để làm tăng sức đề kháng. Thưa bác sĩ, ở trong tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là con cháu trong gia đình đã thể hiện tình cảm của mình bằng việc dùng một món quà để biếu cho ông bà cha mẹ, đó chính là hộp yến xào đảo thiên nhiên. Tuy nhiên ở trong đó có một vấn đề mà Phương thấy rằng là các nhân vật cũng đang băn khoăn, đó là yến xào không phải là thuốc chữa bệnh mà nó chính là một loại thực phẩm, và chúng ta bắt buộc phải sử dụng thường xuyên hoặc lâu dài thì mới có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch. Không biết là thông tin như vậy có chính xác hay không ạ? Như chúng ta vừa đề cập á, cái hệ miễn dịch của người cao tuổi ha, hoặc nói chung là của chúng ta đó, thì phải được cung cấp từ cái nguồn thực phẩm, đặc biệt là chất đạm
ha, chất đạm rất là cần thiết để giúp chúng ta có sức đề kháng tốt. Bên cạnh đó thì trong đi kèm với chất đạm thì thường có chất sắt. Chất sắt là cái nguyên liệu để tạo nên máu, và máu chính là cơ quan để nuôi dưỡng các bộ phận và nó tạo nên cái kháng thể ở trong máu để đưa đến các cơ quan bị bệnh để mà chúng ta có thể là chống lại vi trùng ha, để mà giải quyết cái việc viêm nhiễm chẳng hạn. Rồi với yến xào chẳng hạn thì trong yến xào ngoài cái chất đạm, các thành phần đường nó cũng giúp cho tăng năng lượng cho cái bữa ăn, cái dinh dưỡng cho người cao tuổi. Và đặc biệt là những cái vitamin C rất là giàu ở trong yến xào, nó cũng là cái nguồn để kích thích hệ miễn dịch của người cao tuổi hoặc là chúng ta được mạnh khỏe hơn.